Dạ, trân trọng kính mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, nhiều khi nói tên từng người thì nghe nó hơi bị kỳ đúng không? Sợ bị sót. Dạ, nó dài lắm, nó dài như xe lửa vậy đó. Dạ, đại khái em nói là mời cô chú, anh chị nghệ sĩ ha, quý vị chúng ta hoan hỷ ha. Xin mời quý vị lên sân khấu, chúng ta có một bơi hình để kỷ niệm ạ. Dạ, em đọc tên từng người không à, coi nó sót kỳ lắm. À, anh Tài, anh Minh Minh Cảnh. Dạ. Anh Hiệp Thành ơi, nhanh lên giùm em à, để chương trình còn kẹt giờ. Dạ, em xin trao micro cho ban tổ chức. Dạ, con mời cô Xuân Hoa lên sân khấu ạ. Dạ, bây giờ là mình đọc danh sách những mạnh thường quân. Và bây giờ thì sau khi cô Xuân Hoa lên sân khấu thì Tùng Linh cũng mạn phép thay lời của anh Khổ Gia Trường cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã thường xuyên ủng hộ cho chương trình Cần Câu Cơm. Hôm nay được số 53 rồi. Rồi, bây giờ Tùng Linh mạn phép đọc tên tất cả các mạnh thường quân ủng hộ trong số 53 này nha quý nhà. Và người đầu tiên khởi xướng là anh Khổ Gia Trường 2 triệu đồng. Anh Khánh tiệm vàng Kim Lý 2 triệu. Em Ca Thi Trần 100 đô la Mỹ tương đương đến 2 triệu rưỡi. Bà Bầu Thúy Uyển 1 triệu. Nghệ sĩ Chí Hồng 1 triệu. Nghệ sĩ Diễm Hoàng 1 triệu. Em Lệ vợ nghệ sĩ Minh Phương 500. Nghệ sĩ Tùng Linh dạ con 500. Nghệ sĩ Thanh Lợi 500. Nghệ sĩ Minh Phương Minh 500. Nghệ sĩ Giang Thái Điền và Lý Bình An 500. Diễn viên Trang Nhã 500. Cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, con của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang 500. Nghệ sĩ Bình Tinh 1 triệu. Nhà báo Minh Tâm 1 triệu. Tác giả Hoàng Song Việt 1 triệu. Bác sĩ Nguyễn Phương Toàn 500. Thúy Hạnh Trung Tâm Dạy Nghệ Thuật Ca Cổ của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn 500. Em Kim Hiếu 500 và chị Lý Thiên Kim 500. Dạ thì bây giờ con cũng xin mời cậu Năm. Là tổng anh chưa ghi cái tổng của em. Tất cả là 18 triệu cả nhà ơi. Dạ bây giờ là con mời cậu Năm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn sẽ có đôi lời phát biểu trong chương trình ngày hôm nay. Con mời cậu. Kính thưa tất cả anh chị em nghệ sĩ thân thương và những người không là nghệ sĩ nhưng có tâm hồn nghệ sĩ đã đến đây trong những buổi Cần Câu Cơm do Trần Đại Phú tổ chức để gây quỹ ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn của anh chị em nghệ sĩ không phải cái lương hất bội hồ quảng cũng đều được Cần Câu Cơm mà Trần Đại Phú đã quyên góp của tất cả những mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm để giúp cho những người nghèo khó đó. Hết sức là cảm ơn chương trình và cảm ơn cá nhân Trần Đại Phú đã tạo nên một cái chương trình rất là đẹp, rất là tình người, rất dễ thương. Và hôm nay thì Cần Câu Cơm này là lần thứ 53 tặng cho nghệ sĩ Xuân Hoa. Em cũng đi hát lâu rồi, hôm nay em cũng có tuổi rồi, hôm nay cũng hàng 7 rồi đó mà cũng khó khăn nhiều. Thì thôi bây giờ anh chúc em ráng vượt qua cái bệnh đau để mà cũng kệ vậy chứ cũng sống được 100 tuổi nha. Em nhận cái này đi, sống thêm 100 tuổi nữa nha em. Ok. 100 tuổi Xuân Hoa ha. Ok em. 72 tuổi quý vị, 72 rồi. Đấy. Nhỏ anh Thanh Tướng có mấy tuổi thôi mà vẫn là em. Lâu đời em rồi đó giờ. Cảm ơn.
Bây giờ xin mời chị Thúy Nguyễn. Chị này thì chị tên tuổi rất lớn ở hải ngoại, ở Mỹ. Chị là chuyên bầu show lớn, đưa nghệ sĩ qua đó hát rất nhiều. Hôm nay chị về đây thăm quê hương, thăm gia đình và thăm anh em chị nghệ sĩ để tổ chức cũng nhiều cái chương trình thiện nguyện. Thiện nguyện là do chị tổ chức, do chị tài trợ. Hôm nay chị cũng đến đây để mà ủng hộ cộng cô Côn, và sự có mặt của chị cũng khuấy động lên một cái chương trình của tình thương bến thương. Chị chuyên là làm những việc thiện giúp nghệ sĩ nghèo đa số. Lần này thì chị ở đây, rồi chuẩn bị chị về Mỹ, rồi chị sẽ qua đây tổ chức chương trình, rồi chị lại về Mỹ tổ chức chương trình. Số khác ngày 2 tháng 9, 2 tháng 11 vâng, của chị tổ chức đó, vâng, sắp tới rồi cũng giúp nghệ sĩ nghèo thôi. Anh chị em có gì đến, ai nghèo tới đó gặp chị. Rồi chị Nguyễn có đôi lời cho Cần Câu Côn, vài tiếng thôi, chị nói em. Trước hết, Nguyễn xin kính chào quý vị, bà con, cô bác ở đây. Đây là lần thứ mấy Nguyễn về, bao nhiêu lần rồi ha, trường ha? Thì cái dịp Nguyễn về hôm nay, muốn nói cái ngoài thăm bạn bè, bà con, gia đình, thì Nguyễn có tổ chức một cái suất hát từ thiện là ngày 27 tháng 11. Đáng lý hát 7 tháng 9 nhưng mà giờ lại là 2 tây tháng 11. Hai tây tháng 11 suất hát từ thiện để mà lấy số tiền giúp cho anh em nghệ sĩ nghèo, neo đơn. Và khi Nguyễn về có đi thăm bà con, thăm anh em nghệ sĩ thì cái lòng của mình đó thì có gặp thì vui nhưng mà cũng có buồn. Thì Nguyễn nghĩ rằng mình không có làm một cái điều gì để mà bạn bè, có bạn bè, có nghệ sĩ trang lứa với Nguyễn, mặc dù Nguyễn không có trong cái hát trong này, nhưng mà cái hồi vợ chồng Nguyễn ở đây làm nhà báo, nhưng mà cũng có dính trong cái nghệ sĩ. Thành thử mặc dù đi ra khỏi nước, nhưng mà khi mà về quê hương vẫn nhớ anh em nghệ sĩ. Cho nên là Nguyễn có cái ý là để tổ chức một suất hát để giúp những lão đó ha, những lão em ạ. Nghệ sĩ nghèo hết phải không? Thành ra là cái xuất phát đó là ngày 2 tháng 1. Đó, thành ra hôm nay Nguyễn lên nói. Dạ, đó, thì hôm nay Nguyễn lên nói cũng như cho bà con, cô bác biết. Thì có dịp Nguyễn về như vậy là giúp đỡ, cũng như là làm những cái điều mà mình thấy là mình vui. Trong lúc mình được cái may mắn hơn mọi người, thành về với mình chia sẻ. Dạ, mong quý vị, bạn bè đến ủng hộ với bạn bè ha. Dạ. Ở Bến Thành, nhà Bến Thành con. Dạ. Thì Tùng Linh cũng nhờ các anh YouTuber mình chia sẻ cái thông tin này rất là tuyệt vời, vì cô đã phát động ra một cái chương trình là ngày 2 tháng 11 tại Bến Thành nè cô ha. Chương trình đó tất cả các doanh thu được dành cho tất cả cô chú nghệ sĩ lớn tuổi có khó khăn hiện nay, thì cũng nhờ mấy anh đưa cái thông điệp đến tất cả mọi người để mà phong chương trình nó thành công hơn. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ thì cô Hoa có đôi lời gì chia sẻ với mọi người không cô ha? Dạ, tôi giờ không biết nói gì hơn. Cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân và ban tổ chức và các anh em nghệ sĩ thương tôi, giúp đỡ cho tôi một số tiền, ủng hộ cho tôi, đặng tôi về tôi có tiền tôi trị bệnh. Rất chân thành cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ. Rồi bây giờ tôi cũng xong cái cần câu cơm 53 rồi, chuẩn bị cần câu cơm lần thứ 54 là tổ chức vào ngày 15 tháng 9 để giúp cho ca nhạc sĩ Phương Tử Long, tác giả của ca khúc nổi tiếng Tiền Thắng Tình Thua. Em thì bị bệnh tiểu đường rất là nặng, biến chứng qua phổi, qua chân, qua tay, coi như là khả năng trẻ 50 tuổi nhưng mà yếu lắm rồi, rất là nguy hiểm, chân tay là cái gì không còn cử động được, teo càng ngày càng teo đó. Thì cũng xin thông báo đến anh chị em nghệ sĩ, quý nhà hảo tâm, quý khán giả, bạn bè gần xa biết để ủng hộ cho chương trình Cần Câu Cơm lần thứ 54 giúp cho ca nhạc sĩ Phương Tử Long vào sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 9 tại nơi này. Xin thông báo đến quý vị. Rất cảm ơn, mong quý vị ủng hộ cho chương trình.